]送到各个器官里面去. thì uh, liên quan tới hệ thống tim mạch thì đường mạch máu đường đường dẫn máu cũng rất là quan trọng thì cái đường dẫn máu giúp uh, bơm máu từ các bộ phận lên tim mạch. Nhưng nếu như chúng ta máu không được bơm lên tim mạch thì chúng ta sẽ không có máu để nuôi dưỡng các bộ phận của tim chế của ừ. ừ. thì khi mà cái những cái đường dẫn máu á, bị tắt nghẽn hoặc là uh, hoạt động không tốt thì nó sẽ khiến cho sự uh, lưu thông máu uh, tới các cơ quan tới các bộ phận sẽ không tốt và lúc đó sẽ gây ra là những cái uh, bộ phận trong cơ thể sẽ hoạt động không cái uh, mất hiệu suất à, sẵnà 好，那我们的血管为什么会堵塞呢？主要是因为我们的血管里面含有比较高的糖分跟油分，造成我们的血液很粘稠。嗯啊。呃 tôi sẽ trình bày tiếp theo đó chính là một số nguyên nhân gây cho cái đường mạch máu của mình nó bị sơ vỡ và nó bị tắc nghẽn là do đâu đầu tiên á, sẽ nói tới là do cái đường lượng đường trong máu đường huyết khá cao tạo lưu tình bám vào thành mạch máu 那这些高糖分呢,如果说是去跟你血管壁上面的一些蛋白质结合,它就会形成像是疤痕一样的东西。 thì uh, do cái đường huyết cao thì nó sẽ tạo thành lưu tần bám vào mạch máu đó, thì nó sẽ uh, kết hợp với cái protein ở trong cơ thể của mình thì nó sẽ gây ra những cái những cái vết gây sơ vữa gọi là sơ vữa ở trong cái đường mạch máu. Nó thì cái <laughs> cái có cái bị nếu cái uh, mạch máu mà bị tắc nghẽn quá nhiều do cái uh, gluten và protein ấy, uh, uh, tạo nên nó thì nó sẽ làm cho cái đường dẫn máu của mình nó mạch máu của mình nó sẽ bị thu hẹp lại thì gây cho cái uh, sự lưu thông máu không không còn đồng đều nữa. Nó sẽ sẽ quản bị ờ,这些血栓最后呢，也有可能因为你大量的血流会把血栓冲破，然后堵塞更小的血管. thì do là cái uh, mạch máu của mình nó là nó đã bị uh, thu hẹp lại thì nó sẽ khiến cho cái việc mà lưu thông máu nó khó khăn hơn và nhiều khi là mình sẽ bị uh, thiếu máu lên não. 好，这个这个就是呃，在我们颈部后方比较小呃比较呃明显的这个血栓。那因为颈部后方它的血液是会要流向是我们的供应大脑的血流，所以如果你的颈部后方有这样子的血栓，很容易因为呃大量的血流通过的时候把血栓呃带。 Uh thì do là các mảng bám nó tích tụ trên thành độc mạch đó thì gây ra cái cái đường đi của máu nó sẽ bị thu hẹp lại thì khiến cho cái lượng oxy trong máu nó cũng sẽ giảm đi và gây ra là đột quỵ thiếu máu lên não cục bộ. 呃，有一些脑中风呢，其实只有呃，大概大部分的脑中风都是属于缺氧性的脑中风，也就是血栓去堵塞了我们脑子里面的血管，大概有百分之七十跟八十是属于占大部分的脑中风的比例。嗯。 thì cái cái tỷ lệ mà đột quỵ xảy ra bên trong não bộ thì sẽ chiếm tới 70 tới 80 phần bởi vì do là đường mạch máu nó bị tắc nghẽn nên là cái oxy ở trong máu nó sẽ bị thiếu nên là lúc mà mình cái cái máu nó dẫn ở trong đường mạch máu đó thì nó sẽ bị thiếu oxy nên là gây ra là não sẽ bị thiếu oxy và không thể cao bóp được thì sẽ dẫn đến đột quỵ 好，那另外只有呃二十 percent 的比例，好、啊，就是比较低的比例，它是直接脑子里面的血管破裂以后大量的出血。 thì còn cái tỷ lệ đột quỵ từ 20 tới 30% ở bên trái á thì do là nó trực tiếp vỡ từ đường mạch máu chưa kịp dẫn lên não và đường mạch máu nó quá tải dẫn đến nó bị vỡ thì sẽ gây ra xuất huyết não thì tỷ lệ đột quỵ này sẽ chiếm từ 20 tới 30% 那一年之内呢？就是说，如果你有中风的话，他一年之内会再度中风的几率，就是说你二次中风的几率会变到呃，会增加到十一趴，就是十趴以上。所以如果有中风的、中风过的人，就必须要更注意是不是有可能再度中风。嗯，và nếu mà khi mà mình cảm t h có cái hiện tượng là bị đột quỵ hai lần trong một năm thì mình nên、uh, chú ý tới về、uh, cái việc dẫn máu ở trong cơ thể. ờ, 那其实刚刚讲的是，呃，脑子里面中风嘛。那一般来讲，还没有到这么严重阶段的时候，其实脑子里面已经会产生一些像失智症的状态。 在你血管堵住的过程当中，你可能开始会哎记忆力会稍微不好啦，或者是说哎你很容易就是忘东忘西啦，很容易疲倦啊、缺氧啊，这些都有可能是因为你的脑袋呃的血管遭受了堵塞，所以你才会有一些缺氧的失智状态。 À, việc đột quỵ thì nó còn gây ảnh hưởng tới sức khỏe như là nó sẽ gây ra những cái việc sa xúc về trí tuệ như là gây ra những cái chứng mất trí nhớ như là bệnh Alzheimer hoặc là những cái tổn thương về mạch máu khi mà máu nó tích tụ quá nhiều nhưng mà lại không có cái đường để thông qua hoặc là ngoài ra thì nó uh, việc uh, độc quỵ có thể gây ra là tổn thương uh, nội sọ và rối loạn chuyển hóa gây nhiễm trùng hoặc là ngộ độc hệ thần kinh trung ương. À,所以说呃不要觉得说我好像就是我因为年纪大了然后才容易有那种失智的情况。其实如果说是你现在已经开始经常忘东忘西的话。Uh 或者是经常觉得有疲劳的感觉，脑袋有一种晕晕的感觉的话，也有可能是因为你的血管、脑袋的血管出了问题。嗯。 thì đối với một số người thì cũng mọi người cũng có thể đã từng bị cái triệu chứng như là ờ tôi tôi cảm thấy là tôi lớn tuổi rồi và tôi cảm thấy là lâu lâu tôi bị quên hoặc là tôi quên cái này quên cái kia hoặc là lâu lâu tôi sẽ bị đau đầu có thể là không phải là do tuổi tác đâu là do là cái đường dẫn máu mạch máu của mình lên não đang bị thu hẹp lại và đang bị sơ vữa nên gây ra những cái triệu chứng mất trí nhớ hoặc là quên trước quên sau 啊，刚刚说的是，如果你的脑袋里面的血管被堵塞，可能会发生的状况，有可能就是会出血性的中风，或者是说堵塞性的呃中风，哈、呃，呃呃，都是发生在脑袋的情况。那接下来我要讲的是，如果这样子的堵塞是发生在心脏，会发生呃会发生什么事情？嗯。 thì lúc nãy thì mình có nói tới là việc tắc nghẽn mạch máu sẽ gây ảnh hưởng tới não bộ thì bây giờ việc sơ vữa, uh, sơ cứng động mạch vành thì nó cũng cũng giống như là đường mạch máu lên não thì ở đây thì là đường mạch máu xuống uh, để chạy vào tim thì nếu mà sơ cứng động mạch vành thì cũng sẽ gây ra các tác hại đối với tim. Oh. 那如果发生在心脏的话，因为我们心脏有三条很大的血管，它去供应你心脏的血流。因为你的心脏其实也是需要靠血流的供应，才能够提供它养分，让它跳动。啊、嗯，送 u n g quanh tim m ì n 斑 t

thì khi mà động mạch của mình bị sơ cứng hoặc là bị hẹp hoặc là bị tắc thì cái bị tắt hoặc là, um, thì nó sẽ gây ra là cơ tim nó sẽ yếu dần đi và từ đó là cái chức các chức năng tim nó sẽ bị uh, không hoạt động như ban đầu nữa sẽ dẫn đến là nhồi máu cơ tim 那心肌梗塞呢？不是说它也是一个过程，它不是也也不是说我今天突然之间的就是心脏就是呃产生了梗塞以后缺氧，它其实在这个过程当中，你有可能先开始会觉得会喘，然后会觉得心脏的频跳动频率是呃呃节奏会变。 的比较快，因为你的心脏开始缺氧，所以你会觉得说，哎，走路也比较喘。然后呢，因为你的心脏呃没有足够的这个力量去打血和供血能力，所以你的脑袋也会昏。那这个呃这样子的状况的话呢，可能都是你。 要慢慢变成心血呃、uh, 心脏的这个心血管疾病，就是心脏疾病的开始，就是你会喘，然后你会觉得有晕眩感。嗯，t 要 ì do là cái, cái vành của mình bị hẹp hoặc tắc dẫn đến là cái việc lưu thông máu nó bị uh, chậm lại hoặc nó bị tắc nghẽn thì uh, cái việc này nó sẽ ảnh hưởng tới là khi mà ban đầu thì mình sẽ không bị đột quỵ liền nhưng mà mình sẽ có các triệu chứng như là mình thấy cảm thấy choáng váng hoặc là tim đập một cách hồi hộp rất là mệt tim tại vì do đau do là động mạch vành uh, bị tắc nghẽn và mạch máu máu nó sẽ không lưu thông lên được và máu nó sẽ không đẩy oxy lên được tim khiến tim mình đọc rất là trong tình trạng rất là hồi hộp và co thắt rất là mạnh và ngoài ra thì do tim mình không đập được thì nó sẽ ảnh hưởng tới não thần kinh cũng không có oxy để hoạt động nên mình sẽ cảm thấy là choáng 那影响你的这个血管会硬化呢？真正的主要的里面的那个血液主要粘稠度太高。那这个粘稠度当然就是其中的油脂和糖分太多。那重要的油脂就是胆固醇，它是让你血液变粘稠的一个很大的问题。 Uh, một phần nguyên nhân gây sâu vữa động mạch mà tôi muốn nói đến ở đây đó là cholesterol, cái lượng cholesterol ở trong máu quá cao thì sẽ khiến cho cái uh, đường mạch máu gây tắc nghẽn và nó sẽ uh, không không có thể hoạt động như được bình thường nữa nhất là những cholesterol 6 thì cổ càng cao thì cái cơ thể của mình bài tiết hoặc là những cái chức năng trong cơ thể của mình nó bị lão hóa thì nó sẽ uh, cholesterol 6 nó sẽ uh, tích tụ lại trong người và nó không đào thải ra được thì sẽ khiến cho cái đường mạch máu nó bị tắc nghẽn gây ra việc sâu vữa động mạch và khiến cho tim hoặc là não của mình hoạt động không còn tốt như trước nữa. 那大家呃，在越南是不是也经常有去做？就是一年大概一到两年会去做这个健康检查？有的话帮我打一个数字一。啊，không biết là mọi người ở đây mình có mỗi năm mình có thăm khám định kỳ gọi là khám sức khỏe định kỳ mỗi năm không ạ? Nếu có thì vui lòng nhấn cho tôi số một và khung chat. 有吗？你们有没有？有哈，很棒，就是。 呃，其实要经常性的去关心自己，至少就是在这个胆固醇上面有没有说，哇，有人打中文很厉害呢，是台湾的朋友还是越南朋友，很厉害，好，很棒。 OK，那其实你们会不会呃，你你们可能会在那个你们的体检报告上面呢，你们会看到就是有几个数字是你们需要比较关心的，它是会影响你的血液的，就是胆固醇总胆固醇哈。哦 还有坏的胆固醇 （LDL），那好的胆固醇 （HDL），让但另外还有一个三酸甘油脂的部分，这几个是跟你的血液和你的血管硬化会有非常大的关系。嗯。 thì uh, khi mà mọi người có thăm khám sức khỏe định kỳ thì mọi người có thể nhìn vào các chỉ số của mình và tham khảo chỉ số trên đây thì đối với những cái chỉ số như là về cholesterol thì nó sẽ có những chỉ số như là TC nè hay là LDLC hoặc là HDLC hoặc là TG thì mọi người có thể tham khảo thử bởi vì cái cholesterol này khi mà Uh, nó uh, quá nhiều vượt mức ví dụ trong mức độ cao hoặc là rất cao thì sẽ gây ảnh hưởng tới cái đường mạch máu rất là nhiều và uh, khi mà đường mạch máu nó bị tắc nghẽn thì sẽ khiến cho tim và não bộ của bạn không còn hoạt động tốt nữa. Ừ. 那如果高于两百四，那就是会有呃过高的问题。那坏的胆固醇的话，就是 LDL 要低于一百三，如果大于一百六的话，那你就会有问题。那 HDL 也是一样，HDL 因为它是好的胆固醇，那它可以就是带走你的身体里面坏的胆固醇的部分，所以它应该是越高越好，哈、哦。那它要大于四十以上，哈、哦。那三酸甘油脂呢？ để, dưới 150. Thì đối với những cái chỉ số, ví dụ như là khi bạn coi những cái kết quả thăm khám sức khỏe của mình thì bạn có thể coi là nếu mà những chỉ số như là chỉ số TC mà nếu vượt vượt quá 240, tức là cơ cơ thể bạn đang có vấn đề. À, đặc biệt là khi mà cái lượng cholesterol của mình vượt trên 160 thì bạn nên uh, xem xét lại uh, chế độ ăn uống của mình hoặc là xem xét lại cái 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 thói quen hoặc là lối sống của mình và đối với cái cholesterin thì nếu mà uh, cái mức chỉ số bình thường đó, thì sẽ là dưới 150 thì là tốt nhất. Tức là những chỉ số ở đây thì chỉ số bình thường tức là sẽ dưới 200 cho TC và LDLC thì sẽ là 130 và cholesterol tốt là HDLC thì sẽ là trên 40 là tốt nhất. 然后，那呃，HDL 其实就是好的胆固醇呢。它比较难去上升的原因，是因为这个好的胆固醇有的时候是需要靠一些体力的活动跟运动，它才有办法很有效的去上升。嗯、那呃。 所以，我们身体里面的 HDL 通常都是不足的。那 LDL 的话，它就会累积在血管上面，就是没有一个好的胆固醇，就是好的清道夫去帮他把这个呃呃这个这个血液里面的这个血栓带走。嗯。 thì đối với cái lượng cholesterol tốt á, thì nếu mà trên nó càng nhiều á, thì nó càng tốt nhưng mà để hấp thụ được cái lượng cholesterol này á, thì đòi hỏi là mình phải có chế độ ăn uống phù hợp và có những chế độ hoạt động vận động phù hợp thì cholesterol này mới hấp thụ được thì ngoài cái này ra thì chúng tôi có thể uh, đã tổng hợp vô các sản phẩm để mà mọi người có thể uh, uh, hấp thụ được một cách tốt nhất cái loại cholesterol tốt này 好，那另外一个很重要的，就是会影响心血管问题的，就是我们的血压。 因为呢，如果说是我们的血压增高的话呢，那它可能太压力太大的话，那它可能会胀破血管，那就会变成一个呃心血呃，就是会血管可能会破裂，所以血压也是在心血管的上面很重要的一个你需要去监控的数值。嗯。 ngoài ngoài cái việc là mình kiểm tra cái lượng cholesterol trong người thì huyết áp cũng là một phần kiểm tra khá quan trọng và nó có phần là uh, ví dụ như là khi mà mình kiểm tra sức khỏe định kỳ ví dụ uh, khi mà mình xem kết quả thì kết quả quá cao thì nó sẽ ảnh hưởng là việc huyết áp là tim đập quá cao áp, áp, áp lực của tim nó sẽ cao thì cái lượng đường huyết nó sẽ không hoạt động bình thường được thì lúc đó sẽ gây ra là mình sẽ bị uh, tim đập trong hồi họp hoặc là tim đập quá nhanh thì uh, huyết áp cũng là một trong những yếu tố mà bạn cần quan tâm khi mà mình thăm khám sức khỏe định kỳ ở bệnh viện 好，这个是那个美国心脏血管协会的这个给呃高血压的一个指引哦，它就是血压一般正常的状况下，舒张压就是低比较低的那个血压是要在八十，那比较高的那个就是收缩压的血压是。 不要到不要超过一百二十，就是在八十到一百二十，这个是一个比较好的范围。那如果超过血压，如果你已经呃你的低的血压已经超过了九十以上，哈、啊，就是超过了九十以上的话，那还有你的高的血压，就是你的收缩压超过一百四以上的话，那你就要非常注意你血压的问题。 Ừ. thì uh, trong bản hướng dẫn theo dõi huyết áp này thì huyết áp bình thường nhất á, là huyết áp tâm thu thì sẽ chỉ số sẽ là nhỏ hơn 120 và huyết áp tâm trương sẽ là nhỏ hơn 80 thì là chỉ số bình thường. Khi mà mình đã uh, khi mà mình theo dõi cái chỉ số huyết áp của mình á, mà khi nó nằm ở giai đoạn là huyết tăng huyết áp giai đoạn 2 hoặc là tăng huyết áp cao thì mình nên uh, th thăm khám bác sĩ hoặc là đến bác sĩ để có những tư vấn hợp lý nhất. 那我们的血压通常能够承受的压力是180.那如果你已经超过180的话，我建议你一定要去就医，因为180以上的血压，你的血管很容易破裂。Ừ, nah nah thì đối với cái việc mà tăng huyết áp quá cao, mà huyết áp tâm thu lên đến cao hơn 180 á, thì sẽ là gây uh, vỡ động mạch, thì sẽ gây ra là, là đột quỵ. Thì các bạn nếu mà mình có

我们必须要做的是，饮食在上面有两个方向必须要做的是，第一个你要减少你饮食中的高糖、高油脂的部分；那第二个，你要吃足够的抗氧化的食物进去，减少你的这个血管发炎的状态，不要让这个血栓产生。嗯。 thì ở đây tôi muốn nói đến một số thực phẩm uh, tốt cho tim mạch thì mình có hai hai cái uh, phương hướng để mà xác định những cái thực phẩm tốt cho tim mạch thứ nhất là những thực phẩm mà chứa những cái uh, cholesterol tốt mà tôi đã nói trước đó là cholesterol tốt thì mình sẽ hấp thụ qua thực phẩm và có chế độ vận động hợp lý thì mình sẽ hấp thụ những thực phẩm mà ít dầu mỡ như là để có tác dụng như là giảm viêm nhiễm hoặc là tăng khả năng uh, điều chỉnh trong uh, động mạch của mình, ví dụ như là súp lơ, tạo xoắn hoặc là nghệ. Và cái yếu tố thứ hai mà mình muốn xác định ở đây đó chính là uh, những cái thực phẩm mà có thể là giảm độ nhớt trong máu, như như là những cái uh, mình không nên ăn những cái thực phẩm mà chứa quá nhiều cholesterol ví dụ chiên xào nhiều hoặc là sử dụng uh, ít các sản phẩm chứa lượng đường quá cao hoặc là không dùng nhiều những chất kích thích 好，那什么样子的食物呢？能够让你的这个血液的粘稠度下降，就是说你可以控制你的油脂和糖分饮食上面，就是呃，你第一个，因为你的身体里面的胆固醇要下降的话，你就是要吃红曲跟纳豆这两样东西，可你可以把你自己身体生成的这个胆固醇能够抑制它的生成，那你的胆固醇。 ]就會容易下降. thì uh, một số sản phẩm mà ví dụ mình có thể sử dụng để duy trì cái lượng máu và cũng như là giảm cái lượng đường trong máu giảm giảm cái lượng chất béo thì mình có thể sử dụng như là natto hoặc là uh, những cái sản phẩm mà không chứa quá nhiều dầu mỡ. <laughs> 呃，面包哈、哦，然后有的人很喜欢吃饭，很喜欢吃面哦，这些高糖分的东西。那有的人是很喜欢吃呃什么饼干啊、糖果啊，那这个就呃更严重哈、哦。那这些东西其实都是有过度的糖分，那这些糖分其实也会转换成是脂肪，所以这个部分的话也要很小心的去呃去摄取。 họ, nãy có công司最近也出了一个新的品项，哈，那主要也是在加强控制糖分方面。thì ở đây thì đối với các loại thực phẩm mà tôi nói là nhiều đường thì có thể như là các loại kẹo nè hoặc là những cái loại như là cơm hoặc là tinh bột chứa tinh bột nhiều và chứa đường nhiều như là uh, gạo nè hoặc là những cái sản phẩm từ mì hoặc là bánh mì thì mình cũng nên uh, sử dụng uh, với liều lượng hợp lý với cái tần suất hợp lý chứ không nên sử dụng quá nhiều thì sẽ gây ra là uh, lượng đường huyết ca và gây tắc nghẽn mạch máu. Không đó 这个刚刚讲的是，就是你维持你血液的畅通，不要让你血液这么黏。那另外，我们现在必须要讲的就是说，怎么样才能够让你的血液呢？你的血液不会在你的血管壁上面发炎，那你就要吃很好的抗发炎的呃东西进去，比如说像是蓝藻哈里面的植化素，或者是呃像是呃鱼油里面的呃欧米伽三 EPA DHA，这些都是很好。 ăngế quả sảnânpha ở thểo ngoài những mình hạn chế những cái thực phẩm mà chứa nhiều giàu và cholesterol hoặc là các chất kích thích thì mình có thể tăng cường thêm các sản phẩm mà uh, giúp uh, giúp giảm khả năng tiêm nhiễm ở trong cái đường mạch máu và có thể là uh, cái đường mặt máu của mình sẽ được uh, khỏe hơn và uh, không bị nhiễm khuẩn hoặc là bị viêm lên thì mình có thể sử dụng các sản phẩm từ uh, súp lơ tạo sắn hoặc là nghệ và uh, những cái loại sản phẩm dầu cá có hàm lượng EPA hoặc là dha cao và các loại đạm cao cấp 那第一支就是在我们的所有产品里面，其实这个是在那个对于心血管上面很有功效的产品，就是鱼油，因为我们的鱼油的 EPA 的含量比较高哈。那通常呢，鱼油来讲，就是说它有 EPA 和 DHA，就是 omega 三来讲，EPA 和 DHA，那 EPA 通常就是说，诶，对心血管好。那 DHA 的话， 呃，它的主要功用就是在补眼睛的营养和补你脑袋的营养，所以我们这一罐鱼油里面是同时含有 EPA 和 DHA，只是 EPA 的含量稍微比较高一点，那它对于心血管的效果和功效就会特别比较好。嗯。 thì uh, DLC tập đoàn DLC đã cho ra mắt sản phẩm uh, có chứa omega 3 trong đó thì có chứa các uh, hai loại chất là EPA và DHA là chúng tôi đã tổng hợp lại để mà giúp cho EPA thì sẽ giúp cho cái đường mạch máu của mình nó lưu thông tốt hơn và không gây tắc nghẽn mạch máu uh, vì nó có chứa những cholesterol có hại uh, có lợi cho đường mạch máu và DHA thì nó sẽ giúp Uh, hỗ trợ não bộ của mình được hoạt động một cách tốt hơn và tăng cường trí nhớ 那我们那人体其实你需要，你说呃，我因为很害怕心血管疾病，所以我不敢吃油脂。可是我们的人体其实是还是很需要油脂的，因为我们有很多的维生素是需要脂溶性的维生素是需要搭配油脂进行吸收，所以你也不能因为害怕心血管，然后所有的呃油你都不摄取，你要尽量选择的是好的油去摄取。 thì có một số bạn nói là um, nếu mà mình ăn nhiều các sản phẩm mà có chất béo quá nhiều á, thì nó sẽ làm cho tôi sợ là sẽ bị uh, tắc nghẽn động mạch máu thì không phải như vậy chất béo đối với cơ thể cũng là một phần rất là quan trọng trong việc sản xuất tế bào da nè nội tiến tố hoặc là hấp thu chuyển hóa các vitamin uh, tan trong chất béo thì cái việc mà mình giảm cơn hoặc là mình sợ về sau này mình ăn quá nhiều chất béo sẽ gây uh, sơ vỡ động Mặt hoặc là gây tắc nghẽn động mạch thì cái việc đó là sai và rất là uh, phản khoa học và thậm chí là gây những tác hại không tốt cho sức khỏe thì việc uh, việc hấp thụ chất béo như thế nào thì uh, chúng ta sẽ hấp thụ những cái chất béo có lợi cho sức khỏe bằng việc sử dụng những cái sản phẩm uh, có chứa EPA uh, nhiều để mà nó là chất béo tự nhiên và uh, là tổng hợp của các cholesterol tốt thì cơ thể nó sẽ hấp thụ vào để mà chuyển hóa uh, chuyển hóa và uh, làm cho cái việc uh, hoạt động trong các uh, tế bào được tốt hơn. 好，那什么是比较好的油脂哈？那什么是会让身体呃比较容易发炎的油脂？那一般来讲的话，像是我们平常做菜我们会用的大豆油，像是花生油，那这些油脂里面呢，因为含有一些会促进你身体发炎的物质，所以呢，呃，我们就尽量去减少摄取，在饮食中减少摄取，像是 omega 六大豆油或花生油这样子会。 会让身体发炎的一种油脂. Thì uh, làm thế nào để chọn chọn đúng một cái loại dầu ăn và có lợi cho sức khỏe thì mình nên hạn chế những cái sản phẩm mà chứa nhiều uh, omega 6 như là ví dụ như là đậu nành, dầu đậu nành, dầu đậu phộng thì nó có trong đó thì nó sẽ có chứa là uh, acid arachidonic thì nó sẽ uh, khiến cho việc tổng hợp uh, uh, chất bé trong người của bạn thì nó không được tốt và không có lợi cho đường mật, động mạch máu thì thay vào đó thì mình sẽ sử dụng các loại sản phẩm có chứa omega 3 nhiều hơn và nó sẽ tổng hợp ra được EPA và DHA. mình ừ. 做菜大部分因为是用呃大豆油跟花生油嘛，所以你也说呃我们也不能说去完全在饮食当中都不吃到这些油，那所以你更重你就必须要每天在额外去补充 omega 三，好、啊、这样子才能够去抑制你身体的这些血管上面的发炎状态。嗯，t 都 ì tôi c ũ n hoàn toàn loại bỏ được omega 6 tại vì trong quá trình mình ăn thực phẩm thì có thể là mọi người đều vẫn hay dùng dầu đậu nành hoặc là dầu đậu phộng thì mình cũng không thể loại bỏ hoàn toàn cái omega 6 này. Nhưng mà thay vào đó thì mình có thể kết hợp sử dụng chung với omega 3 có tác dụng chống viêm thì nó sẽ bổ sung uh, chất EPA và DHA thì có tác dụng chống viêm thì sẽ hạn chế cái việc sơ vữa động mạch. 哦，那我们的这个呃鱼油里面是一颗鱼油含一千 mini gram 的鱼油，那什么叫一千？ 呃，有一些外面市售的鱼油，就是在外面销售的鱼油，它可能里面它告诉你说它的呃胶囊胶囊全部是里面是有一千 m i n i g r a m 可是呢，它鱼油的含量其实是只有五百 m i n i g r a m 那另外五百 m i n i g r a m 它可能会去添加比较便宜的油，那这个是大家如果呃在呃分享鱼油的时候，或你自己在外面。 选购鱼油的时候要非常注意的事情，因为鱼油的成本比较高，那所以有很多厂商他会去拿比较便宜的油去加在这个鱼油里面，让这,这个鱼油感觉很大颗。嗯。 thì uh, nói chung uh, sản phẩm của DLC, sản phẩm dầu cá viên nam mềm dầu cá của DLC thì là 1000mg dầu cá nguyên chất uh, và bao gồm có uh, EPA và DHA là các thành phần tự nhiên giúp cho cơ thể có thể tổng hợp được cholesterol tốt và có lợi cho động mạch vành và các uh, đường dẫn máu. Thì ngoài ra ở ngoài thị trường tôi cũng có thấy một số các sản phẩm thì họ cũng có ghi là uh, sản phẩm của họ là dầu cá uh, có chứa 1 000 mg dầu cá Nhưng mà có thể là khi mà mình đọc kỹ lưỡng hơn Thì có thể là họ chỉ chứa là 500mg dầu cá Và 500mg còn lại là những cái loại dầu khác Bởi vì dầu cá nguyên chất thì Uh, giá, giá trị và giá thành rất là cao nên là sản phẩm DLC uh, hoàn toàn 1000mg là hoàn toàn từ dầu cá nguyên chất và ngoài ra còn có bổ sung EPA và DHA có lợi cho động mạch và đường dẫn máu giúp máu lưu thông đến não và tim. 好，那我们的这个一千毫克的鱼油里面，一千 m i n i g r a m 的鱼油里面，其中占有两百九十 m i n i g r a m 的 EPA 和一百九十 m i n i g r a m 的 DHA，所以一颗鱼油其实你就可以吃到将近五百 m i n i g r a m 就是四百八，这样算下来是四百八，也就是将近五百 m i n i g r a m 的 omega 三。嗯，是呀、啊。 À, ngoài thành phần dầu cá nguyên chất này là 1000 mg thì chúng tôi có bổ sung là 290 mg EPA và 190 mg DHA thì à, hai thành phần này là thành phần được tạo ra từ omega 3 thì ngoài dầu cá ra thì bạn đã có thể bổ sung cho mình cả về omega 3 giúp uh, kháng viêm và uh, chống chống uh, chống xơ vữa động mạch 好，那我们的鱼油其实就是我们在选择原料的时候，尤其是在鱼油，就是从海里面或者是从水里面来的呃原料，比如说鱼油、蓝藻，我们都会特别的用心。好、啊，为什么？因为来自于水中的这些呃营养素很容易受到环境的污染，比如重金属的污染，因为我们在我们有很多呃不干净的东西会排在水里面，那我们就要特别的。 去注意我们从水里来的这些营养物质有没有受到这些环境上面的污染。À、uh, về việc chọn cái nguyên liệu dầu cá chất lượng cao,、uh, thì chúng tôi đã cực kỳ cẩn trọng và cẩn thận trong việc. tuyển lựa những cái sản phẩm cao cấp nhất và những sản phẩm mà phải xuất phát từ nguồn biển sạch như là vùng biển Canada thì uh, những cái sản phẩm khác ở ngoài thị trường thì một số những sản phẩm là uh, có thể là họ chiết xuất cũng là từ dầu cá nhưng mà những dầu cá đó lại từ những cái vùng biển ô nhiễm thì chúng ta đã uh, hấp uh, uh, uống vô thì nó lại không có lợi cho sức khỏe mà nhiều khi còn uh, không có uh, gây hại cho sức khỏe bởi vì mình uống những cái nguồn ô nhiễm thường thường thực phẩm mình ăn là đã có ô nhiễm rồi nếu mà sản phẩm mình sử dụng bổ sung thêm cũng lấy được từ nguồn không chất lượng nữa thì nó sẽ gây hại cho sức khỏe 好，那我们会选择这个呃，就是 O N C 的鱼油，主要它是在全世界就是前几大的这个鱼油公司哈，就是说呃每年会销售非常大量的鱼油给这个呃全世界的消费者之外，它最重要呢，因为它有通过两种认证，那一个认证就是在美国的这个食品的呃 F D A 的这个呃 Grass。 củakh thì uh, nguồn dầu cá ở đây chúng tôi lấy từ nguồn dinh dưỡng từ vùng biển Canada tức là ONC thì công ty này là uh, là công ty uh, cung cấp nguồn dầu cá uh, lớn nhất thế giới và uh, doanh thu hàng năm của họ là 10 tỷ đô la Mỹ và cung cấp Mỗi, mỗi, ngày là 21 triệu viên dầu cá mỗi ngày và ngoài ra thì lượng dầu cá này đã có chứng nhận hai loại chứng nhận đó là chứng nhận USB và chứng nhận GRAS tức là chứng nhận là an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn của FDA Hoa Kỳ. 那我们另外一个认证就是 Onc 的鱼油呢，它另外一个认证更厉害，是符合美国药典的 USP 认证。那能够符合美国药典，就是不论是在功效性或安全性上面。 它等同于用药物的规格去审核这样子的一个呃产品和原料，那能够达到这样子的一个安全性和功效性的规格，那才能够进到美国药典的规范 （USP） 的规范。 Và tôi muốn nói thêm là về chứng nhận USB thì là một cái chứng nhận là để đảm bảo là không những về mặt an toàn mà còn đảm bảo về mặt dược liệu là nó không gây hại cho sức khỏe và không không và có có có, có lợi cho sức khỏe và chứng nhận đó đã đạt tiêu chuẩn thì khi mà bạn đạt được cái tiêu chuẩn của chứng nhận USB này tức là bạn đủ tiêu chuẩn để mà sản xuất và uh, sử dụng ở trong thị trường của Mỹ. 好，那我们选择的这个鱼哈、哦，是来自于就是比较小的这种鱼种哈。为什么我们不选择大的鱼？因为你说大的鱼里面它的油脂是不是比较多？那是比较好萃取。那我们为什么要选择比较小的鱼种哈？那我们选择鱼种是像是提鱼、沙丁鱼这种鱼种，主要是因为。 它不会有呃小的鱼种里面，它的重金属，就是说它的污染会比较低，会很低，因为它鱼种小哈、哦，不会把这些污染放存太多在身上啊、哦，所以呢，我们会选择比较小的鱼种，好、哦，主要是呃减少污染。 Ừ. À, và các loại cá mà chúng tôi khai thác ở đây là thuộc, là đa, đa phần là các loại cá thuộc loại cá nhỏ tại vì sao các loại cá lớn thì nó sẽ ở dưới đáy biển sâu và thường thì dưới đáy biển thì sẽ tích tụ rất là nhiều các loại kim loại nặng như là trì thủy ngân thì khi mà cá sinh sống ở dưới đáy á, thì sẽ bị nhiễm các loại kim loại nặng đó như là nhiễm trì thủy ngân thì khi hấp thụ vào cơ thể của mình thì sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu cho cơ thể còn đối với các loại cá nhỏ thì ở uh, nằm ở đáy chuỗi thức ăn biển nên là uh, sẽ tránh được cái nguy cơ là nhiễm các loại kim loại nặng và ô nhiễm môi trường biển. À. 所以你会看到我们的鱼油，就是 O N C 的鱼油哈，那它在全世界上面呢，不管是在于重金属的标准哈，或者是一些就是呃污染源的标准上面，其实都比欧盟规定的，然后都比这个全世界的这个 Omega 三组织的规定的污染标准来的低很多，好那。 就是我们第二期为什么会特别去选用这样子鱼油的原因。À, uh, các bạn có thể nhìn thấy là chỉ tiêu chất lượng được kiểm chứng của dầu cá ONC so với những cái tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn uh, toàn cầu hoặc là của Liên minh châu Âu và cơ sở cơ quan an toàn thực phẩm của Na Uy thì những chỉ số đều đạt uh, mức độ tiêu chuẩn của của những theo những những tiêu chuẩn khác cho nên chúng tôi đã cực kỳ cẩn trọng và uh, tin dùng các sản phẩm của ONC. 好，那这个就是呃有一个比较大的品牌，那大家我们去看他们的这个营养标识上面，我发现它的主要成分上面哈、哦、有这个大豆油的部分。那这个也是教呃各位要去买鱼油，或者是呃你的朋友跟你分享鱼油，然后呢，或者是他叫你帮他看一下他家里面的鱼油的时候，那有稍微注意一下说，说诶，这个主要成分里面它是不是有特别在添加其他比较呃。 廉价的油脂进去，去冲这个鱼油的数量，这样子嗯。嗯，thì bạn à、uh, thì ở trên đây là một、uh, bảng thành phần của một、uh sản phẩm dầu cá của một trong những à, cũng là một thương hiệu lớn thì trong bản thành phần thì ở cuối thành phần thì có họ có chứa một thành phần gọi là dầu đậu nành thì ở đây là họ không hoàn toàn là lấy dầu cá một trăm phần trăm tức là họ sẽ có một phần dầu đậu nành trong đó mà dầu đậu nành thì nó sẽ có omega 6 thì sẽ gây hại cho sức khỏe mà ở đây là uh, tôi có thể nói là uh, cô coemy nó là sản phẩm của amway Uh ừ. thì, uh, sau khi uh, ra mắt sản phẩm thì chúng tôi có đã đi kiểm định và lấy giấy chứng nhận là uh, để đảm bảo là uh, chứng nhận về độ tinh khí của sản phẩm và không nhiễm bất kỳ tạp chất nào. 好，那因为我们的鱼油剂量其实是蛮高的哈，那在使用上面的话，那小孩子的话可能就是一天吃一颗。那小孩子主要呢，他当然不是因为心血管的原因，小孩子里面是补充它里面 DHA 的部分，可以补充脑和补充眼睛里面很重要的这个物质。嗯。 thì ở đây thì theo liều dùng của sản phẩm này thì đối với trẻ em thì chỉ nên dùng một viên một ngày thôi tại vì trẻ em thì đối với trẻ em thì nó có tác dụng là bổ sung các omega để được sáng mắt còn về những cái động mạch vành thì trẻ thì em thì vẫn còn trẻ nên là những cái hoạt động ở trong động mạch vành vẫn còn khá là tốt nên là tôi khuyến nghị là mọi người nên dùng một viên một ngày đối với trẻ em 好，那呃食用的时间，因为它是油脂的、油脂性的这个食物，所以我们通常就是在饭后的食用时，食呃食用比较好。好、哦，那什么样子的人适合来食用？就是一些你本来就有一些心血管问题的人，或者是说你抽烟，因为抽烟会造成你全身性的血管发炎，那就呃就是很容易造成这个心血管疾病。那还有一些就是你很喜欢吃高油脂、呃高热量的，比如说一些炸。 炸的肉啊之类的，这些人都很适合来吃鱼油。嗯thì ừ. thì uh, do là sản phẩm này là mang tính dầu nên là mình uh, tôi khuyến nghị là thời gian dùng thì là mình có thể dùng sau bữa ăn và những đối tượng có thể sử dụng như là những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch những người hút thuốc hoặc là cao huyết áp tiểu đường mỡ máu cao và những người uh, không ăn thịt và không dùng chất béo thì mình có thể bổ sung chất béo uh, nhờ vào uống cái này và những chất béo có lợi trong cơ thể sẽ được uh, những À, những chất béo có lợi trong sản phẩm sẽ được hấp thụ vào cơ thể khi mà mình không dùng chất béo từ thực phẩm bình thường 好，那有的人呃可能会在市面上看到有另外一种油叫做鱼肝油哈、哦，那鱼肝油跟鱼油什么不一样？好、哦，那鱼肝油的话，它其实主要是呃就是呃就是主要来源它因为里面它含有大量的维生素 A 的成分哈、哦，那所以维生素 A 的成分的话，其实是对眼睛还不错。可是维生素呃，可是那个维生素呃。 A 哈，它是属于脂溶性的，所以它很容易在肝脏累积毒素，所以鱼肝油跟鱼油是完全不一样的东西。嗯。 thì có một số bạn hoặc là một số anh chị có hỏi tôi là uh, dầu cá khác với dầu gan cá như thế nào thì tôi cũng xin chia sẻ luôn là dầu gan cá thì chiết xuất từ gan nó có thêm một hàm lượng lớn là vitamin a còn dầu cá thì mình sẽ chiết xuất từ cá có chứa acid béo không bảo hoàng là omega 3. thì có tác dụng là uh, tốt cho tim mạch và não thì các bạn cũng biết là trong gan cá thì thường sẽ tích tụ rất là nhiều độc tố và kim loại nặng đặc biệt là trong cá tuyết nên là uh, dầu cá và dầu gan cá là hai loại hoàn toàn khác nhau 好，呃，还有就是说，我们有一些怀孕的人哈、哦，适不适合吃鱼油呢？有的时候怀孕的初期四个月以前哈、哦，因为他有的时候会有一些小出血或者不稳定的现象，所以我们通常都是要等怀孕的状态能够稳定了以后，通常都是四个月以后再开始补充鱼油的部分。那什么时候要停下来？就是你要生产之前哈、哦，大概一个月你就必须停下来，因为你在生产的时候。 时候会产生大量的流血，那这个呃，因为鱼油会让你的血液的凝血的状态呢会稍微降低，那怕有在生产的时候会有出血的现象，所以你在生产前你至少一个月你要停下来吃鱼油。嗯。 thì uh, còn một câu hỏi nữa là phụ nữ mang thai dùng dầu cá có an toàn hay không thì tôi khuyến nghị là mọi người nên dùng dầu cá trong giai đoạn đầu của thai kỳ nhưng mà nếu mà khi mà mình sử dụng dầu cá trong giai đoạn đầu kể cả trong giai đoạn đầu của thai kỳ mà có các triệu chứng như là ra máu hoặc là uh, thì mình nên ngưng lại hoặc là tình trạng mình khó, uh, uh, hoặc là những cái tháng từ tuần 32 của thai kỳ thì nên ngưng dùng để tránh ảnh hưởng là các chức năng đông máu thì vì uh, dầu cá thì nó sẽ có chức năng là làm lưu thông máu và uh, tạo cho đường máu có thể lưu thông tốt hơn nên là uh, tôi khuyến nghị là mọi người nên uh, theo dõi và khi mà sử dụng thì mình nên theo dõi coi có ra máu hay không thì mình ngưng sử dụng 好，那另外一个我们刚刚讲的是鱼油的部分。好，那另外一个就是这一支产品是确就是完全针对你这个心脏，比如说像降胆固醇或者是降血栓的部分，非常有帮助的一个产品，就是我们红曲纳豆。那我们红曲纳豆里面呢，它含有的这个呃含量就是包含有纳豆哈，有红曲，还有一个枣红素的部分。 Thì tiếp theo là một cái sản phẩm nữa mà để tốt cho tim mạch hơn thì chúng tôi có chiết xuất từ gạo lứt và natto để mà tim mạch tim mạch của mình khỏe hơn và co bóp tốt hơn. 好，那我们一般的人会觉得说啊，我今天好像是吃的呃很油哈，然后我的身体才会产生一些这个这个胆固醇哈。其实我们身体里面大部分的胆固醇，就是百分之七十的胆固醇是人体自己可以制造合成出来的，我不一定需要就是靠饮食的部分，我自己的身体就可以制造出胆固醇。 Thì bình thường đó là mình ăn những cái sản phẩm như là thức ăn đóng hộp, đồ chiên, đồ dầu mỡ, thịt, thịt đồ ngọt, thì uh, đa phần đó là 70% uh, cholesterol sẽ được tạo ra sau khi mình ăn những cái thực phẩm này. Thì uh, mọi, người sẽ, uh, mọi người sẽ bị tích tụ cholesterol, mà khi nó không gan, gan sẽ tổng hợp lại cholesterol này và sau đó là sẽ tiếp theo nó sẽ là uh, có cái chất khử là cơ sở xác định tốc độ tổng hợp của cái cholesterol sau đó là nó sẽ thành cái cholesterol trong máu. <laughs> 一，你有一些人，他的家族啊，他家族里面，比如说他自己，他觉得说，哦，我本身我没有吃的很油啊，然后我也没有吃一些什么内脏类的东西呀、啊，哦，那我为什么胆固醇很高？那这个可能就是跟你的家族，你整个家里面可能都有这样子的遗传的体质有关，所以你会比别人生成胆固醇的速度快很多，嗯。 thì cái khi mà mình ăn quá nhiều cái uh, cái uh, các sản phẩm chứa mỡ hoặc là dầu hoặc là chất tạm quá nhiều thì khiến cho gan nó bị quá tải và nó sẽ không tổng hợp được cái uh, cholesterol trong người nữa nó sẽ gây tích tụ cholesterol xấu nhiều thì sẽ gây ra là uh, cơ thể bạn sẽ dần cảm thấy xấu đi hoặc là nó không bị khó tiêu hoặc là nó sẽ về dần về sau thì nó sẽ gây uh, uh, sơ vữa động mạch 好，那对于这种人的话，你就算是跟他讲说你少吃什么，因为他已经吃的很清淡，他知道他自己很容易呃很容易胆固醇过高。那这种人的话，你就算跟他讲说你不要吃什么呃内脏啊，不要吃什么油脂啊，其实他这些食饮食的摄取他自己都控制的很好的状态下，你可以给他什么样子的帮助，就是给他像是红曲这样子的一个呃饮食建议给，给让。 让他补充这个红曲，他才有可能从他那个自己身体很容易制造这个胆固醇的体质做改变。嗯，thì ở trong sản phẩm này thì có c h i ế s xuất từ men gạo lứt nó có một chất là monacolin K thì có thể ức chế được hiệu quả cái quá trình tổng hợp cholesterol và giảm mỡ giảm mỡ máu thì giúp cho những người mà thường hay sử dụng những cái sản phẩm dầu mỡ hoặc là chất béo hoặc là nội tạng động vật thì nó sẽ tổng hợp lại ức chế hiệu quả hơn cái quá trình tổng hợp cholesterol. Ồ, của chúng hồng này, có một thành phần là monacolin K, thành phần này có thể hợp 胆固醇的这样子的一个路径。Thì uh, trong cái men gạo lứt này á, thì nó có đã chứa được cái chất là monacolin K thì nó sẽ ức chế được trong cái quá trình tổng hợp cholesterol thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể của bạn tổng hợp được cholesterol một cách tốt hơn và không bị động những cái cholesterol xấu trong cái đường dẫn mạch máu gây tắc nghẽn mạch máu. 然后我们看那个 Monacolin K 做的一些实验数据，我们会发现说，如果你吃了这个红曲的部分的话，你整体的这个胆固醇，然后呃密呃胆固醇和那个低密度脂蛋白都会有下降的表现。嗯，thì chúng tôi đã có Cho nhóm thử nghiệm là 42 người ở độ tuổi là 62, à, 62 đổ lên thì à, chúng tôi có sử dụng là những người thử nghiệm sẽ sử dụng 2,4 gam men gạo lứt mỗi ngày bổ sung dinh dưỡng và kết quả cho thấy và là cái mức uh, cholesterol, lipoprotein thì sẽ giảm so với những người không sử dụng.那我们选用的这个红曲是来自于日本的一个很老的 Nào, <laughs> 大厂哈，它已经有一百年的历史，所以它在萃取红曲的活性成分部分，或者是说它萃取出来的这个红曲，它的功效或者是它的安全都有很呃很好的一个标准。về n g l i g o l t h g i t h lấy từ h máy dược phẩm c tuổi đời hàng trăm năm tuổi ở Nhật Bản thì uh, ở đây thì bột men gạo koji thì họ áp dụng những công nghệ để thu được những hoạt chất tốt nhất giúp cho cái uh, men gạo lứt này hoạt động một cách tốt nhất và hấp thụ tốt nhất trong cơ thể của mình và ngoài ra họ cũng đã kiểm có những cái kết quả thử nghiệm lâm sàng và có những cái kiểm định về kiểm tra an toàn của sản phẩm. 好，那我们为什么呃选用红曲要特别的注意这个安全性的标准？因为红曲如果萃取不好的话，它里面有一个物质，有毒的物质到菊霉素，那这个东西呢会伤害我们的肝脏啊、呃，所以我们在选用红曲上面，我们会特别去找没有菊霉素、没有毒素、安全性特别好的红曲。嗯，啊，白菜用到来 o 呃？ cái vấn đề về tính an toàn của sản phẩm lên trên hết tại vì à, khi mà à, bạn lựa chọn những cái sản phẩm men gạo lứt không tốt thì nó sẽ sản sinh ra những cái chất rất xấu trong uh, rất uh, không tốt cho cơ thể thì lúc đó nó sẽ phản tác dụng lại khi mà bạn hấp thụ cái men gạo này vô cơ thể thì cho nên là chúng tôi đã uh, lựa chọn kỹ lưỡng và đặt cái tính an toàn của cái sản phẩm lên hàng đầu để mà uh, khi mà bạn uh, sử dụng sản phẩm này thì cơ thể của mình sẽ uh, hỗ trợ cơ thể của mình hoạt động một cách tốt nhất. 好，那另外我们里面添加了纳豆，它主要是降低，就是呃清除你这个血液里面血栓的物质。那呃，我们做一个研究发现说，如果说有一些人他们就开始吃了纳豆以后，他脖子里面的这个血栓的部分可以下降。可以啊，啊 ngoài cái gạo lứt ra thì tôi còn có men natto tức là gọi là khắc tinh của cái huyết khối tức là tụ máu thì theo nghiên cứu là uh, hiệu quả giữa thuốc làm giảm cholesterol và men natto trong sau 26 tuần thử nghiệm thì kết quả đó cho thấy là độ dày độ bám dính và kích thước của uh, lớp nội mạc giữa động mạch uh, giảm nhiều hơn so với uh, so với là khi mà mình dùng thuốc và khi dùng natto thì nó sẽ giảm rõ rệt 那下面这个实验就是告诉大家说，哎，我们经常我们平常如果说是有那个积血啊，会有那个血块的血块嘛，哈，就是呃，那这个血块如果说加入了纳豆以后，你会发现这个血块会溶解。 thì uh, khi mà chúng tôi thử nghiệm thì chúng tôi sẽ thử với uh, máu máu và chúng tôi cho vào uh, nát tô thì uh, thì chúng tôi sẽ thấy là máu nó hòa tan trong nát và giúp tuần hoàn máu tốt hơn. Đó. 那我们现在我们我们公司选用的这个 DLC 选用这个纳豆哈，也是来自一个很老的这个酵素公司哈，很大的酵素公司。那它已经有七十五年的这个历史哈。为什么我们都很喜欢用呃比较大比较呃年呃就是比较有经验的公司哈？因为他们如果说有这么长的历史，他们在萃取的技术上面会。 比一般的公司来的有经验，也是呃效果也会比较好。 và ngoài ra thì cái nguồn enzyme natto thì chúng tôi cũng đã lựa chọn cẩn thận uh, từ những cái uh, từ nhà cung cấp uh, NEC của Hoa Kỳ là một uh, nhà máy sản xuất enzyme lâu đời nhất ở Hoa Kỳ đã có kinh nghiệm trên 75 năm và ngoài ra thì uh, với những kinh nghiệm mà họ đã đạt được thì họ sẽ có những cái kỹ thuật rất là tân tiến để mà uh, tạo ra được những cái nguồn enzyme tốt nhất và họ đã có những cái chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất tốt hoặc

萃取的这个这个纳豆哈是美国认可安全的产物哈，然后再来它里面也没有这个维生素 K，那还有它也不会像一般大家吃纳豆会有觉得说味道很不好的感觉哈，所以我们才会选择这个 N E C 的这个产品。嗯 Uh, Natogem của NEC thì nó vượt trội hơn về uh, ví dụ như là mức hoạt động thì tỷ lệ tan máu, tan sợi huyết ở trong dung dịch uh, trong NATO sẽ là 35.000 FU trên 1 gam và các sản phẩm đã được có chứng nhận an toàn và uh, những kiểm định nghiêm ngặt ở Hoa Kỳ và uh, hoàn toàn an toàn và không chứa tạp chất. Ngoài ra thì về lượng vitamin K thì lại không có lượng, so với các sản phẩm khác thì không có chứa lượng vita. Uh, K1 và đã được chứng nhận lâm sàng. Ngoài ra thì về mùi thì so với các sản phẩm Natokinase khác thì sản phẩm của NDC Natogen thì, thì sẽ có mùi nhẹ và không gây khó chịu cho người sử dụng và được thị trường rất là uh, chấp nhận Uh, 那另外在这个、这个 uh, 红区的产品里面我们还另外添加的就是招红素的部分那为什么添加招红素？就是希望你的血管维持年轻、huh? 所以我们会特别添加的这个抗氧化的这个招红素进去嗯嗯嗯那多嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 hỗ trợ cho việc chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào uh, khỏi các uh, uh, các chất hóa học gốc tự do. 那这个枣红素它比较特别的是，它可以去通过你血脑子里面血管里面的这个屏障，因为我们知道我们的脑子里面其实是呃细胞是有一个血管是有一个屏障的哈，不是所有的物质都能够通过那个屏障。那枣红素它就可以通过那个屏障哈，让你的这个脑脑脑里面的血管真正受到保护。嗯。 thì uh, tại sao chúng tôi lại thêm cái chất astaxanthin này thì nó giúp cho cái việc hấp thụ các chất uh, không phải là chất nào ở trong thực phẩm hoặc là chất nào ở trong cơ thể cũng có thể đi qua được đường máu nhưng mà nếu khi mà mình sử dụng uh, mình thêm bổ sung cái chất astaxanthin này vào cơ thể thì nó sẽ hấp thụ được uh, nó sẽ giúp cho cơ thể hấp thụ được tốt hơn các loại chất mà cơ thể không thể tự động hấp thụ 好，那我们的这个呃，就是产品一样，就是我们有特别送这个检验单位去做这个呃的检验，没有残留任何的毒素哈。然后再来的话，呃，什么样子的人是特别需要吃哈？就是如果你呃本身胆固醇本来就很高，然后你是肥胖的人哈，然后或者是说你很喜欢吃肉的哈，那我们都建议就是一天可以搭配吃就是。 两颗在睡前的时候，或在晚餐之后的时候，因为这个时候是胆固醇合成的时间，所以你在这个时候吃效果会更好。嗯，是啊、呃，外啊。呃 chúng tôi cũng sau khi ra được sản phẩm thì chúng tôi đã có mang đi kiểm nghiệm kiểm nghiệm SGS thì nó không chứa các làm chất làm dẻo và chất làm nhầy thì ngoài ra thì về liều dùng thì uh, tôi khuyến nghị là mình dùng từ 1 tới 2 viên một ngày và uh, phụ nữ có thai không nên dùng và thời điểm dùng tốt nhất cho sản phẩm này đó là sau bữa tối hoặc là trước khi đi ngủ bởi vì đó là thời điểm cuối ngày các chất khi bạn uh, hấp thụ vô thì nó sẽ tổng hợp tổng hợp và có tác dụng là tổng hợp lại cholesterol trong quá trình cuối ngày thì đối tượng khuyên dùng đó là những người mỡ máu cao béo phì huyết áp cao tim mạch hoặc những người uh, thường hay ăn ít rau xanh hoặc là những người hay dùng những chất kích thích hoặc là rượu bia nhiều thì tôi khuyến nghị là nên dùng sản phẩm này 好，那呃，再来，我们吃红曲比较需要注意的是哈，它因为会呃有跟一些就是你有在吃降血压药物的哈，或者是抗凝血剂的药物的哈。 会有影响，就会让你的血液比较不好凝血哈，所以你有在吃这些抗凝血的人哦，呃药物的人，你在使用的剂量上面，你就不要吃到这么大量，或者是把药物分开跟这个食品分开吃哈。另外，这个呃红曲也不适合搭配这个葡萄柚，呃或者是葡萄柚汁来吃，因为它可能会让它的这个效果哈就是加成。那这样子的话，你也。 thì tôi cũng có lưu ý với tất cả mọi người là uh, mình khi sử dụng sản phẩm này thì không nên dùng chung với các sản phẩm với bưởi cam hoặc là nhau các sản phẩm có chứa nhiều axit thì nó sẽ giảm hiệu quả của sản phẩm và gây ra những cái uh, phản ứng hóa học trong cơ thể gây uh, khiến cho cơ thể mình cảm thấy khó chịu và thứ hai là những cái đối tượng đang xài uh, thuốc hạ mỡ máu nhóm thuốc statin thì cũng không nên dùng sản phẩm này và uh, và các sản phẩm lên men mình cũng không không hạn không sử dụng với sản phẩm uh, uh, này và khi mà uh, mình sử dụng kết hợp với các sản phẩm chống đông máu thì mình cần lưu ý hoặc 好那另外，最后我们要讲的是说，我们刚刚有讲说，我们的胆固醇要控制，那我们身体里面的这个油脂哈、呃血栓哈要清除哈。那我们最后讲到的这支产品，就是关于我们让我们的这个血液循环变得更好的这个产品哈，那就是我们在黑大蒜的部分。嗯 thì tiếp theo sản phẩm tiếp theo mà tôi muốn nói tới thì nó có uh, tác dụng là giữ ấm và bù bổ cho cơ thể thì nó có chiết xuất từ tỏi để mà giúp cho cái đường mạch máu nó khỏe hơn và có uh, hệ miễn dịch tốt hơn. Nào, mà hay chúng cái <laughs> là từ 的这个大片的大蒜，它跟大陆的黑、hey, 的蒜不太一样。大陆的蒜是比较小片的，那我们选用的是这个日本青山的这种比较大片的、比较品质比较好的这种蒜种。嗯、ở đây thì chúng tôi chọn một giống tỏi từ đến từ tỉnh Aomori của Nhật Bản. Là giống tỏi có sáu múi to. Còn so với những loại tỏi bình thường ở Trung Quốc hoặc là những nơi khác thì là những cái tỏi nhỏ thì Uh, nó sẽ nhỏ hơn và có ít uh, chất uh, có lợi cho sức khỏe hơn là so với loại tỏi sống muối này ở nhật bản 那我们的这个大蒜哈、哦，它在发酵的过程当中，它是用温度比较低六十五度的呃温度去发酵。那主要是因为呢，它不要在发酵的过程里面呢产生这个呃烧焦的部分，因为如果说是你干燥的时候烧焦的话，你就会有产生这个毒素。 À, à, cái à, tỏi đen này lên men theo à, kỹ thuật Nhật Bản thì họ sẽ dùng những cái nhiệt độ cố định là 65 độ C để lên men và à, khi khi đó thì các sản phẩm tỏi đen lên men thì sẽ hoàn toàn tự nhiên và giữ được những cái à, chất à, có lợi cho sức khỏe và ừ. 呃，发酵的时候呢，我们就是一般都是需要两个月的时间才能够达成比较好的发酵。那发酵出来的这个呃物质的话呢，它也会比较是比较小的成分，让你身体比较好去吸收。嗯。 thì uh, đối với cái uh, sản phẩm tỏi lên men này thì chúng tôi lên men trong quy trình khép kín là 2 tháng so với các uh, uh, giai đoạn lên men thông thường của các loại tỏi đen khác thì là họ sẽ lên men trong vòng 2 đến 3 tuần thì khi mà lên men không khép kín và trong vòng 2 tới 3 tuần thì sản sinh ra chất độc là benzomiren thì sẽ ảnh hưởng tới uh, sức khỏe của mình 那呃，我们的黑大蒜哈，如果把它磨成粉去跟如果呃没有磨成粉的去比较的话哈，它会呃呃大幅的增加它的这个抗氧化性哈、哦。那跟生的大蒜比起来的话，它会增加十四倍的抗氧化性，意思就是。 你吃生的大蒜跟吃黑大蒜比起来的话，你的黑大蒜对于你的血管的这个抗氧化力和维持你血管的青春力，哈，会比你吃生大蒜高十四倍。 và ở đây là bạn so sánh khả năng chống oxy hóa và so sánh hoạt động SOD của tỏi đen là tỏi, khi bà bạn sử dụng tỏi đen nguyên muối thì nó sẽ gấp 1,7 lần tỏi sống và nếu là tỏi đen dọn bột thì sẽ uh, gấp uh, 14 lần tỏi sống và so về cái hoạt tính của tỏi đen thì nó sẽ gấp 17,5 lần tỏi khô À, khi mà so sánh hoạt động sod thì hoạt động sod thì sẽ duy trì được cái uh, sức sống của uh, não bộ và sức sống của đường mạch máu thì nó sẽ giúp là kháng vi và uh, sẽ không gây viêm, viêm đường mạch máu gây ra tắc nghẽn mạch máu 好，然后呃，你如果说是像是吃呃发酵过后的黑大蒜的话，你吃到的营养成分其实是更好的。那尤其是在氨基酸的补充上面的话，它会比呃，它会增加一点五倍，是比你去生吃呃没有发酵的生蒜会来的营养许多。嗯。 À, tỏi đen thì so với các loại tỏi sống bình thường thì cái lượng axit amin nó sẽ tăng gấp 1,5 lần so với tỏi thường thì axit amin thì là một chất có à, có lợi cho cơ thể và có lợi cho đường đường dẫn máu 那我们有用过这个黑蒜哈去做这个实验哈。如果说像是你的呃循环更好的话，那你四肢的温度会很温暖哈，温度会提高。那这个是我们在经过实验吃过这个黑蒜三十分钟以后哈，那呃你就会发现你的四肢会变得比较温暖哈。然后就是这样子的话，就表示你的血液循环整个变得很好。好，那对于很多女生，因为她她的四肢很容易发 怕冷的女生来讲的话，那就是这个就是一个很好的产品。嗯，thì、uh, chúng tôi cũng đã có một cái、uh, làm thí nghiệm về cái việc tỏi đen là gia tăng việc tuần hoàn máu ở tứ chi thì so với uh, việc sử dụng mật ong tinh luyện bình thường và sử dụng tỏi đen lên men thì về phần tỏi đen lên men thì khi mà uh, sau khi sử dụng và nghỉ ngơi trong vòng 30 phút đến một tiếng thì bạn có thể thấy là nhiệt độ cơ thể của mình vẫn còn ấm thì lúc đó là cho thấy là lượng máu của bạn vẫn đang tuần hoàn tốt thì uh, đặc biệt là đối với phụ nữ thì uh, khi mà ở độ tuổi trung niên thì mọi người thường hay là bị uh, tê chân tê chân thì do là cái uh, máu nó không tuần hoàn đều thì sẽ khiến là tê chân tê bì tay chân 好，那在我们的血管这支产品哈、哦，我们额外的添加这个会让血管年轻的成分哈、哦，比如说像红葡萄叶，然后黑醋栗哈，然后还有山楂的部分。那这些植化素，它可以去帮助你的血管不但循环变好，而且呢，因为它有抗氧化能力比较高，哈、哦，那可以去帮助你的血管不要产生硬化。嗯。 thì uh, ngoài thành phần tỏi uh, lên men chính thì chúng tôi còn bổ sung thêm các thành phần chống oxy hóa như là uh, chiết xuất từ lá giống nho đỏ, uh, quả lý chu đen và chiết xuất lá và hoa cây sơn trà thì uh, những thành phần này nó có tác dụng chống oxy hóa cho cơ thể và uh, khiến cho đường mạch máu lưu thông tốt hơn và sẽ giảm bớt cái việc tê bì tay chân 好，那这一支产品我们一样也是会，就是我们每一支产品都会送到这个检验单位去看它的呃呃呃产品出厂以后呃里面是不是有一些不好的物质，所以我们一定都会去特别送去检验单位是没有呃里面含有药物或者是有其他残留不呃毒素在里面的哈，这是我们每一个产品都会做的事情哈。那呃再来的话就是怎么吃那。 吃黑大蒜其实比较简单，因为它就是一个比较天然的呃食物，所以你一天大概吃两颗三颗都没有问题哈。那对于肠胃哈比较呃敏感的人的话，哎，我们可以建议你在饭后吃，其实饭后饭前都可以吃哈。那比较敏感的人，肠胃比较不好的人，你可以放在饭后吃。 Uh, thì uh, đối với mỗi sản phẩm thì chúng tôi đều có những chứng nhận SCs về độ an toàn là không chứa kim loại và không chứa tân dược và các loại sáu loại chất dẻo thì chúng tôi đều có kiểm nghiệm hết và ngoài ra thì uh, đối với liều dùng thì các bạn có thể dùng sản phẩm này 2 đến 3 viên một ngày và dùng trước bữa ăn và tôi lưu ý thêm là đối với những người dạ dày yếu hoặc là uh, đau bao tử thì mình có thể dùng sau bữa ăn thì là tốt nhất và những đối tượng nên sử dụng sản phẩm này là những người làm việc với cường độ cao hay căng thẳng mệt mỏi và những người lao động tay chân nhiều và những người trung niên hoặc là những người tay chân thường lạnh và hay có những triệu chứng như là hay tê bì tê chân và muốn điều chỉnh điều chỉnh bóc dáng thì mình cũng có thể sử dụng sản phẩm này 嗯、其实这个黑大蒜经过发酵以后，它的这个呃会让人不舒服的这个刺激的物质已经减少很多了，所以呢，大家也不用很担心，说我吃不吃，呃吃了以后会肠胃不适这样子的问题哈、哦，因为它的呃呃这个营养分子也被呃也会转化的很小，所以对于这种消化比较不好的人啊，吃呃你吃生蒜就会有刺激，但是你吃。 Uh, hay đa sơn的话, thì, đối với những người có một hệ tiêu hóa kém hoặc là những người đau dạ dày thì uh, mọi người thường thắc mắc là có nên dùng tỏi đen hay không thì tôi khuyến nghị là có thể dùng được do là tỏi đen sau khi lên men thì nó đã uh, chuyển hóa thành cái dưỡng chất là những cái phân tử siêu nhỏ thì từ những cái phân tử siêu nhỏ này thì cơ thể sẽ hấp thụ dễ dàng hơn, dễ tiêu hóa hơn, giúp làm giảm kích ứng cái đường tiêu hóa của mình. thì so với những cái loại tỏi thông thường thì người đau dạ dày thì mình nên sử dụng các sản phẩm từ tỏi đen để uh, giúp uh, giúp cái đường tiêu hóa uh, giảm đi kích thích và uh, dễ tiêu hóa hơn. 那这个上面的这几支产品，就是对于我们这个心血管疾病很好、很有帮助的产品。那呃呃，uh, uh, 下面大家有没有什么样子的问题想要询问？嗯，啊、uh,，tôi xin kết thúc phần trình bày ở đây và mọi người nếu có thắc mắc gì thì vui lòng gõ vào khung chat câu hỏi thì tôi xin giải đáp。都没有。 không mèo, Mọi người không có thắc mắc gì thì chúng ta có thể kết thúc bài thứ hai ở đây ạ. À 5 phút rồi, 5 phút chúng ta sẽ tiếp tục. vậy chúng ta nghỉ 5 phút và chúng ta sẽ tiếp tục bài số 3.